thưa quý vị, bây giờ thì Hồ Bội Trung rất là vui khi mà buổi tiệc offline sinh nhật của Hồ Bội Trung hiện giờ các fan cũng như là các khách mời đang vô rất là nhiều, và rất là vui khi mà được sự quan tâm của mọi người đến đây để ủng hộ cho Hồ Bội Trung. Rất mong là buổi họp báo này sẽ được thành công và MV trong họp báo này khi phát hành sẽ được mọi người yêu mến và biết tới nhiều hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều, xin được cảm ơn rất nhiều. Chào, quý vị đại xin kính chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay cảm giác đến với cái buổi ra mắt MV mới của Hồ Việt Trung, không khí ở đây thật là vui nhộn và tưng bừng, cảm giác là phấn khởi lên. Đến với buổi họp báo ngày hôm nay thì cũng có một cái sự bất ngờ nữa là bên Bob sẽ trao tặng cho Hồ Việt Trung một cái kỷ niệm chương về một cái sản phẩm giải cứu tiểu thơ. Hy vọng Bob sẽ hợp tác với những ca sĩ Hồ Việt Trung sẽ ra những sản phẩm sẽ hơn cái lượt view vậy nữa. Xin chào các bạn, mình là Mr. Tô. Với cái ca khúc, với cái MV Đời Tôi Là Của Tôi của Hồ Việt Trung mới đây á, khi mà bắt đầu đưa ra cái idea cho cái bài hát này á, là cả một quá trình. Tại vì Tô và Trung đã lượm lặt tất cả những cái ý kiến với nhau, chia sẻ lại với nhau thành một cái khối nhất định để tạo ra cái sản phẩm này. Và khi mà các bạn xem cái MV này, các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái tình huống xảy ra trong cái MV này. Tô xin chúc Trung có được một cái sản phẩm thành công hơn nữa để gửi đến tất cả quý vị. Xin cảm ơn. Vỗ tay thật lớn cho Phú Đăng đam mê. Cảm ơn rất nhiều các anh chị doanh nghiệp, các anh chị nghệ sĩ, các bạn phóng viên báo đài, cũng như hơn 500.000 khán giả đến đây với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay để chúc mừng sinh nhật Hồ Việt Trung. Và ngay bây giờ không để các bạn chờ lâu, chúng ta hãy cùng chờ đón nhân vật chính của ngày hôm nay, ca sĩ Hồ Việt Trung. Lần đầu tiên Hồ Việt Trung xin được gửi đến quý vị một lời chào trân trọng nhất, xin được cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa quý vị, đây là giây phút đầu tiên Hồ Việt Trung chia sẻ với các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay, trong ngày đặc biệt của mình, ngày 7 tháng 6, ngày sinh nhật của mình. Xin mời Trung. Hôm nay thì cũng thường thường, năm ngoái thì cũng làm offline sinh nhật, nhưng mà hôm nay được quý vị đến đông hơn, được ủng hộ nhiều hơn, được vui hơn. Và hôm nay thì có lẽ là sẽ là một ngày rất là ấn tượng đối với Hồ Việt Trung trong năm 2015. Là một năm phải gọi là tổ nghiệp cho mình được nhiều cái may mắn trong con đường sự nghiệp của mình. Chúng ta cùng vỗ tay một lần nữa các bạn nhé. Chúng ta chúc mừng sinh nhật Hồ Việt Trung, để Trung cùng thổi bánh kem, cùng thổi nến, để chúng ta cùng cầu nguyện cho một tuổi mới trọn vẹn hơn. 2, 3, vỗ tay chúc mừng sinh nhật Hồ Việt Trung. Happy birthday em. Rồi thổi đi em. Hơi Bình Dương mà, thổi cái họ hết liền. Em ước gì? Dạ. Nói luôn, có nói luôn. Nói luôn, em ước gì? Nói luôn. Ok. Có gì đặc biệt không? Em chỉ ước là mình có nhiều sức khỏe hơn. Ừ. Để mình đi diễn nhiều. Ừ. Rồi quan trọng nữa, cái này quan trọng là có nhiều đi hát nhiều tiền. À. Tại vì có tiền thì mới làm sản phẩm được. MV được, dạ, đúng không? Đúng rồi. Có lần đầu tiên mà em tham gia một cái MV, đúng ra là có Hồ Quang Hiếu nữa. Mà Hiếu bây giờ đang bận ở Hà Nội diễn rồi. Bận đi kiếm tiền à? Hả? Bận đi kiếm tiền. Bận đi kiếm tiền rồi. Thì cái MV này rất là sự may mắn là chỉ trong vòng 4 tháng thôi, cái MV này được 30 triệu view. Hơn 30 triệu thì bây giờ sẽ được công ty... Tôi xin đại diện Boss Gold Wine là đối tác được chứng nhận của YouTube tại Việt Nam. Hôm nay xin trân trọng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Hồ Việt Trung. Và đồng thời thì cũng nhân cái dịp đặc biệt này thì Pop Worldwide cũng gửi một cái kỷ niệm chương để đánh dấu cái sản phẩm Giải Cứu Tiểu Thơ là sản phẩm phim ca nhạc đầu tiên sau 4 tháng phát hành đã đạt được con số kỷ lục, đó là 30 triệu lượt view lần đầu tiên trong hệ thống Pop Music. Đây là một số rất ấn tượng. MV này cũng chứng minh được cái sự đầu tư nghiêm túc và chất lượng của sản phẩm, cũng như là cái tình yêu mến của tất cả những người hâm mộ, không chỉ trong khán phòng này mà trên khắp nơi. Còn xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn chị, xin cảm ơn đại diện của Pop. Và kính thưa quý vị, chúng ta vỗ tay thật lớn quý vị. Cảm ơn Pop và cảm ơn... Dạ, hôm nay thì đúng là cái buổi họp báo này nó có đến 3 nhà tài trợ, một là anh Phương, hai là bên công ty Pop, ba nữa là một người anh nữa, đó là anh Vĩnh, tập đoàn bển sinh bóng Hoàng Vy, nhưng mà hôm nay anh Vĩnh không có lên đây. Đó là ba nhà tài trợ hôm nay đã giúp cho em rất là nhiều trong cái buổi
họp báo này. Và bây giờ chúng tôi sẽ nói đến cái điều đặc biệt trong ngày hôm nay mà Hồ Việt Trung đã chia sẻ với các bạn, đó là một MV sẽ ra mắt ngay trong ngày hôm nay. Dạ. Và quý vị đang ngồi ở đây là những người được xem như là đầu tiên phải không Trung nhỉ? Dạ đầu tiên anh. Đúng không? Ok. Hãy chia sẻ về MV. Dạ, đời tư lực của tôi đó là một ca khúc mà cũng rất là quen thuộc rồi, nhưng mà em remix lại với một phong cách nhạc đen sôi động hơn để gửi đến cho khán giả một cái màu mới hơn của mình. Dạ. Mấy lần trước mấy anh chị coi những cái động tác của em nhảy á, anh mà nó hơi mềm chút xíu. Nhưng mà đợt này thì MV này em cố gắng em nhảy nhiều hơn, tập nhảy nhiều hơn cho nó cứng cắp hơn. À, chúng ta đã biết lần trước là Trung nó hơi mềm, bây giờ Trung nó đã cứng rồi nên các bạn cứ yên tâm, Trung đã cứng rồi. Dạ. Quý vị thông cảm, mỗi nghệ sĩ, mỗi ca sĩ có một cái con đường đi riêng của họ. Ừ. Đó là sở trường của họ và đó là cái sự đam mê của họ. Họ muốn đi con đường đó để mang đến một cái gì mới mẻ cho khán giả. Ví dụ như có người hát thì người ta muốn đứng một chỗ hát. Có người có vũ đạo tốt thì người ta sẽ nhảy nhiều hơn là người ta hát. Còn em thì thường thường là em thấy em vui vui thì em muốn là mang tiếng cười cũng như là âm nhạc để mình hòa lẫn chung để gửi đến tất cả quý vị. Đó. Hôm nay thì vui quá thì cũng bật mí quý vị luôn là sau cái MV này thì tháng 10 này em sẽ cho ra một cái phim ngắn Giải Cứu Tiểu Thơ 2. Trong đó thì sẽ được đầu tư hoành tráng hơn, đầu tư phải gọi là nhiều tiền hơn để mà mang được những cái mới hơn để gửi đến cho quý vị. Rất mong vào tháng 10 này là quý vị sẽ ra, quý vị sẽ xem. Dạ. Và sân khấu này thì có lẽ mình mời một người em của Trung lên để hát một bài gửi tặng cho khán giả nha. Dạ. Ừ. Thái Hà bây giờ xin được mời Hà Duy Thái, một người em của Trung. Dạ em xin hát ca khúc mà thời gian vừa qua, ca khúc này cũng được nhiều các bạn trẻ biết đến. Ừ. Là ca khúc Quên Người Đã Quá Yêu. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho Hà Duy Thái ạ. Anh muốn xóa đi hết tất cả kỷ niệm buồn trong anh. Mặc dù em ơi anh đang chơi với giữa dòng đời, vì cứ nhớ mai một người đã quá xa vời. Yêu thêm cho con tim anh cho đến lạc lối. Ê da, ghê cái gì? Đạt ơi, Đạt ơi, Đạt ơi, mày làm gì đây? Mày đứa ta. Thôi đi về đi, tao sợ quá. Đi lẹ xíu coi. Thôi tao sợ quá. Có cái đâu sợ, đi bắt ma mà sợ cái gì? Lẹ trời đi lên. Trời ơi, đi bắt ma mà la ông trời. Coi như tao chưa nói gì đi, coi như tao chưa nói gì đi. Tao thà vậy tao ra nè. Thôi nước uống coi. Mày uống nước thánh luôn. Trời ơi, trời ơi, gì? Tao sợ quá, trời ơi, tao sợ quá. Đó kìa. Bình tĩnh chưa? Bình tĩnh rồi. 1, 2, 3. Húc mày. Mày, mày. Cái gì vậy? Bắt lại. Thôi nghỉ đi, không có giỡn nữa. Cái gì? Giỡn với mày. Tụi mày đừng có giỡn với mày hả? Tao nè, mày làm gì vậy? Mày chào hả? Tao nào? Tao. Con ma tên tao hả? Tao. Tao tức chề nè. Tư chề hả? Mày muốn cái gì, muốn quay vòng nội. Tư chề đó. Mày khùng hả? Nó xạo. Nó biến hình tư chề đang thu nhà lùi, đâu phải trắng mắt nữa. Húc mày. Tao quýnh mày đã luôn. Dẹp vàng đi, dẹp vàng đi. Dẹp vàng qua bên luôn đi. Tát. Tát nhà. Nhà không hỗ trợ được con mẹ gì hết, cái bắp bòi. Ờ vậy là cuối cùng là ma tào lao là quỷ này hả? Tao giải bộ, tao hù tụi bay thôi chứ đâu có cái gì đâu. Ờ thấy tụi bay bữa hổm giờ lòng vòng. Tụi bay lòng vòng ở đây, tao ghét quá. Tao giải bộ ma, tao chọc ghẹo tụi bay chứ đâu có gì đâu. Hồi chuyện ra ba đang tào lao thôi, đi về đi. Thôi giờ về mình kiếm gì mình ơi. Đợi em theo giờ. Mày giỡn hả? À, giỡn hoài, ba đó không có ma rồi. Giỡn hoài, mày tao có nói cái gì đâu mà giỡn. Mày giỡn hả? Nè nè, nhìn cái mỏ mày có nói nè. Nè. Mấy anh ơi. Cho em. Nó xin cái gì kìa? Đừng có giỡn nha mấy má. Nó xin cái gì vậy? Thôi về đi mấy má. Nhiều người hỏi là tại sao Hồ Việt Trung có thể là may mắn thành công, thì thật sự là Trung không có hay, Trung không có giỏi, không có tài gì hết. Một điều mà Trung hướng về đó là cái tâm, và mình sống bằng một cái tâm là mình giúp đỡ mọi người, sống tốt,
thì trời Phật sẽ thương mình, sẽ luôn luôn ủng hộ cho mình làm việc được tốt hơn. Hôm nay thì có thầy đến đây thì Hồ Bội Trung trong cái buổi sinh nhật của mình thì xin được góp một chút sức của mình. Dạ, mong thầy nhận lời giúp giùm con. Dạ, xin được cảm ơn thầy. Bây giờ thì sẽ mời quý vị hãy cùng đến với một ca khúc, một bài hát. Hồi nãy quý vị xem cái MV đó rồi. Bài hát được mang tên Đời Tôi Là Của Tôi. Bây giờ hồi nãy là đóng kịch, là bây giờ sẽ hát trở về đúng cái sở trường của mình là ca sĩ. Xin được gửi đến quý vị bài hát mang tên Đời Tôi Là Của Tôi. Xin được cảm ơn rất nhiều. Vì tôi là cha, vì tôi là ta, không ai thân không hòa. Để cho tôi sống, để tôi mơ mộng, một cuộc đời tôi muốn sống.